Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Những năm qua, trường mầm non Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đã tập trung đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ. Nhiều năm liền, trường luôn là đơn vị đứng trong top đầu các trường mầm non trong huyện. Năm học 2021-2022, nhà trường có tổng số 33 cán bộ, giáo viên với 296 trẻ và 12 nhóm lớp. Năm học diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên ngay từ đầu năm học, nhà trường đã linh hoạt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu và cán bộ, giáo viên gắn với nhiệm vụ năm học, với mục tiêu kép vừa dạy và học, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và thực hiện kế hoạch với mục tiêu là tạo mọi điều kiện để trẻ được chủ động, sáng tạo, tư duy tích cực trong các hoạt động, góp phần phát triển toàn diện các kỹ năng theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non. Để đạt được kết quả đó, các giáo viên nhà trường thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đối với nhóm trẻ 5-6 tuổi là nhóm trẻ cần quan tâm đến công tác giáo dục thường xuyên, nhà trường đã thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục trẻ với 100% giáo viên đạt chuẩn. Nhà trường luôn tập trung đổi mới công tác quản lý, đổi mới thực hiện kỷ cương, nền nếp chuyên môn, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy cho trẻ, để trẻ vững bước vào lớp 1. Chúng tôi đã thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non theo 5 lĩnh vực phát triển để cho các con phát triển toàn diện về các lĩnh vực như là phát triển về thể chất, về nhận thức, về ngôn ngữ, về thẩm mỹ, về tình cảm, kỹ năng xã hội ạ. Và đặc biệt là với các con ở lớp 5 tuổi thì chúng em đã chú trọng về chữ cái, chữ số và các kỹ năng tự phục vụ. Với phương châm mỗi ngày đến trường là một ngày vui, bằng tấm lòng yêu nghề và tình yêu thương dành cho trẻ, nhà trường đã tăng cường cho trẻ tham gia các trò chơi vận động, trò chơi dân gian ở ngoài trời nhằm phát triển thể chất cho trẻ. Thường xuyên thông báo cho phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ để các bậc phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ. Hướng dẫn phụ huynh các biện pháp chăm sóc trẻ theo khoa học. Luôn hỗ trợ lẫn nhau để chăm sóc cho trẻ và tạo được sự thân thiết đối với trẻ. Nhờ đó đã tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của phụ huynh học sinh và đã tạo cho các bé sự thân thiện, gần gũi và có khí thế mỗi khi đến lớp. Con rất thích đi học ạ. Ở lớp, cô giáo dạy con học múa, học hát, học chữ cái. Con được chơi với các bạn, con rất là vui ạ. Hiện 100% các cháu đều ăn bán trú tại trường. 100% trẻ đến trường được cân đo theo định kỳ. Qua kiểm tra, đánh giá, tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 98,8%. 100% trẻ ra lớp được đảm bảo an toàn tuyệt đối, được thực hiện đầy đủ các quy định về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. 100% cháu đạt bé khỏe, bé ngoan. 12 giáo viên được kiểm tra và được xếp loại khá tốt. Trong năm học, nhà trường đã tổ chức các hội thi và các hoạt động trải nghiệm như hội thi bé về an toàn giao thông, tổ chức hoạt động cho trẻ trải nghiệm ngày hội, ngày lễ trong dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán. Qua đó giúp giáo dục đạo đức và hình thành kỹ năng sống, hành vi phù hợp với từng độ tuổi của trẻ. Để duy trì chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ ở tại trường mầm non Phong Phú thì chúng tôi luôn có cái kế hoạch giai đoạn lộ trình, tức là có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, trung hạn cụ thể để chúng tôi thực hiện cái mục tiêu chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với cái điều kiện thực tế của trẻ và của địa phương, của nhà trường. Cụ thể chúng tôi đã có kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng năm học về cái tỷ lệ huy động trẻ ra lớp cũng như là cái chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ theo từng năm học, đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương của địa bàn xã Phong Phú. Với sự cố gắng không ngừng, trường mầm non Phong Phú đã vinh dự đón nhận các danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và nhiều năm được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đây là niềm vui, là động lực để nhà trường tiếp tục vươn lên, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đưa sự nghiệp chồng người của quê hương ngày càng phát triển.